đồng bằng rồi, giờ lúa không làm thủy lợi này ngon lành không giống như xuống Long An nó đi qua Long An nữa thôi. Bốn cây nữa ra quốc lộ 1. Diên Khánh à. Rồi trước mặt mình đây chính là con đường Cái Quan quốc lộ 1 đây à, cắt ngang mặt của chúng ta đây à. Nếu mà đò mình đi rẽ phải là chúng ta sẽ về với Suối Dầu và chúng ta về với Ninh Thuận đó à. Còn nếu mình rẽ trái hướng này là chúng ta sẽ đến với ngã Ba Thành, nổi tiếng với thành cổ Diên Khánh, một kiến trúc vô ban, kiến trúc quân sự phòng thủ và được hình thành vào thời chúa Nguyễn. Vua Nguyễn và ông Hoàng tử Cảnh là người đảm nhiệm công trình này, coi sóc công trình này thôi cả nha. Gian cái gì hết á? Dạ. À, người thì nó giống cái nhành san hô. Đó. Và ở đây là thể hiện cái sự sức sống vươn lên của người dân Nha Trang sau chiến tranh nè. À. Và cũng thể hiện cái ngôi sao năm cánh luôn ạ. À. Đó, nó nói liền thành cái ngôi sao năm cánh biểu tượng chiến thắng đó ạ. À. Của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì con đường này nó tên con đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dạ đó. Dạ đây là con sông mang tên là Quán Trường ạ. À. Và con sông này bên tay phải đi đâu thưa các nhà, nó sẽ chảy về hướng với cầu Bình Tân, nó chảy ra hướng Hòn Rớ đó, gọi là sông gọi là cửa bé. Vì Nha Trang ở đây được bao bọc bởi sông nước. Có nghĩa là hướng này là cửa bé và cái hướng ngay chỗ cầu Trần Phú là cửa lớn, cửa bé và cửa lớn bao bọc cái thành phố này. Dạ. Còn bên tay phải này thấy nguyên một cái dãy núi bên tay phải nãy đó, đó chính là cái núi mà báo chí đăng rất nhiều và cái núi này nó liên quan tới những vị chủ tịch của Nha Trang Khánh Hòa, của Khánh Hòa chứ. Dạ, đó là chính là núi Chính Khúc. Mà nhìn mình đọc báo chí mình nghe rất là nhiều và xây trên đó dự án Cửu Long Tâm Linh và những cái biệt thự trên đó, viễn trung trên đó. Và nó bấm nát luôn cái núi của người ta đó ạ. À. Bây giờ bị đình chỉ rồi à. Và rất là nhiều chủ tịch, cựu cho chủ tịch Khánh Hòa thì lên được. Dạ. Vô trong kia nghỉ mát. Đang gọi là Cảnh Long, núi Cảnh Long. Và người ta nói rằng giống như là con rồng đang tắm biển đùa giỡn với biển cả mênh mông. Và người dân đặt tên là Cảnh Long Hí Thủy, có nghĩa là rồng xanh giỡn với nước, tượng trưng cho sự thịnh vượng phát triển. Và thủy cũng là sự tiền tài nữa, giống như tiền vô như nước à. Đây đó là con rồng. Và một con còn lại ở Hòn Sinh Trung, hiện nay là trên đó có ngôi chùa Kỳ Viên, một ngôi chùa cổ của thành phố biển Nha Trang. Và trên đó là tượng, ngày xưa người ta nói là bạch tượng quyện hồ, con voi trắng trên hồ nước. Và cái hồ nước là cái gì ạ? Xin thưa với các nhà, cái hồ nước chính là cái ngày xưa gọi là Đầm Sương Vân, một danh thắng rất đẹp. Mỗi lần sáng xuống sương mờ mờ ở ngoài ảo, nó nhìn rất là tuyệt vời. Nhưng mà sau này người ta lấp cái đầm đó đi và xuất hiện cái ngôi chợ mang tên là chợ Đầm, nên không còn cái Đầm Sương Vân đó nữa. À, nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn cái ngôi chùa Kỳ Viên thôi, cái Hòn Sinh Trung gọi là bạch tượng quyện hồ, con voi trắng ở đó, một con voi quý ở đó. Có nghĩa là bốn con voi đã bao bọc thành phố biển Nha Trang, tạo tiền đề cho sự phát triển thịnh vượng cho tới ngày hôm nay đó à. Dạ. Và tôi nói rằng nhờ như vậy thì bão này kia nó nhiều khi nó cũng đến với Nha Trang nhưng mà cũng không đến nỗi ảnh hưởng nhiều cả nhà. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình tham quan tìm hiểu về các loại đặc sản của Nha Trang nha, ví dụ như là khô mực rim me, bánh xoài, yến xào. À, rất là nhiều cho mình hiểu ở đây nha. Dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển về lại khách sạn và mình sẽ dùng cơm trưa. Giờ giờ cũng còn sớm các người thôi. Xuống là không mệt thì ngồi xuống xe.
nghỉ, nên có đi thì phải đi sớm, chứ đi trễ là vô không có thời gian tắm, là người ta đuổi ra hết giờ, là mời mình ra mất công. Nên nói đuổi là hơi xin lỗi, nó hơi bị thực tế xíu, nghĩa là mời mình ra cho lịch sự. À dạ, đó, phải canh thời gian, bùng khoáng nóng nha, nóng thì tắm tốt cho sức khỏe mình. À, còn bên tay trái giờ thấy không ạ? Cáp giờ đâu còn đâu ạ? À, đó chính là Vinpearl, cái chữ Vinpearl đó ạ. Trên đảo đó bây giờ hiện nay người ta xây rất là nhiều công trình ở trên đây. Quá trời thì nói luôn. Còn từ khách sạn mình đi nữa là sẽ Học viện Hải quân. Và cái khu sân bay cũ nhà mình lên khách sạn mình nhìn ra xa đó, cái người trong cống ở đây đó chính là sân bay Nha Trang cũ đó. Ngày trước là sân bay ở đây nhưng mà sân này người ta đã không còn đi nữa. Người ta chuyển hết về lại cái khu Cam Ranh rồi. Bây giờ đây là cái khu này gọi là khu đô thị thương mại thôi. Dạ rồi, bây giờ nhà mình mời nhà mình cũng vẫn giữ số bàn ăn như cũ nha. Chúng ta sẽ có 4 bàn nha. Và bây giờ nhà mời nhà mình sẽ ăn cơm luôn, chứ nếu không mình cứ lên khách lên phòng mình xuống mọi người nha. Những nhóm khác ngồi phải chờ đợi nhau rất là bất tiện nha. Là cơm nó nguội nữa. Rồi mình cứ lên mình ăn cơm luôn, rồi sau đó mình xách đồ lên phòng rồi mình nghỉ trưa luôn. Và sáng ngày mai thôi cả nhà, 7 giờ cả nhà vui lòng trả phòng dùm danh, ăn sáng như cũ, sau đó 8 giờ chúng ta xuất phát nha. 7 giờ đem đồ xuống, rồi sau đó danh với bác tài sẽ hỗ trợ mình chất đồ vô cốp xe. Dạ rồi, mình trả phòng xong đó, 8 giờ mình xuất phát, nhớ đúng giờ đúng dùm danh nha. Danh cảm ơn.